Chào bà con, chào mọi người. Một lần nữa chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tam Đảo của em Hải. Hôm nay buổi sáng nay thời tiết tại miền Bắc, tại phân trại tại Tam Đảo chúng em thời tiết khá là mát mẻ. Ở đó những bà con miền Bắc đang rất phù hợp để trồng cây rồi. Thì hôm nay muốn mục đích vào thẳng luôn vấn đề là mang đến cho bà con thêm một cái hình ảnh cây giống tùm La Hán, cái size nhỏ hơn một chút để phù hợp với cái kinh tế của những các bác và những bà con mà đang muốn trồng, mà tuy nhiên là cái vốn bỏ ra tuy nhiên là đang muốn tiết kiệm lại một chút thì có thể tham khảo cái mẫu cây kích thước nhỏ hơn này. Thì ở video trước là em đã giới thiệu cho bà con với cái kích thước cây tùm La Hán là size to rồi, rơi từ khoảng từ 30 đến 35 cm. Thì hôm nay muốn giới thiệu cho bà con cái cây nó kích thước nó nhỏ hơn một chút để bà con tối ưu được cái chi phí và phù hợp hơn với nhiều những bà con mà đang có nhu cầu khác nhau. Thì bà con theo chân em Hải, hôm nay em sẽ đưa bà con đi. Đơn vị chúng em hiện nay đang phát triển rất nhiều các loại cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ và cây cảnh, cây bonsai, cây dược liệu khác nhau. Bà con có thể thấy là những dự án chúng em đang phát triển đây. Thì trong những lá này đang phát triển cái đàn hương trắng Ấn Độ. Đây, phía này đây chính là cây tùm La Hán, size nhỏ hơn một chút. Cameraman quay một vòng cho bà con xem. Thì đây chính là cái cây tùm La Hán size nhỏ, kích thước nhỏ hơn một chút so với cái cây mà em đã giới thiệu ở video trước. Thì chiều cao trung bình của cái cây nhỏ này nó chỉ rơi vào từ khoảng 10 đến 15 cm thôi. Những cái luống này là chúng em đã phát triển cái cây với cái size kích thước nhỏ hơn này thì là phù hợp với cái tiêu chí cũng như là những cái nhu cầu khác nhau của bà con và các bác mà đang muốn phát triển cái cây nó nhỏ hơn và nó tiết kiệm tối ưu được cái chi phí đầu tư bỏ ra cho bà con. Tuy nhiên thì đây là một cái loại cây cũng không phải bản về cái lợi ích mang lại của nó. Về cái cây này là một cây bonsai cũng như là cây cảnh cực kỳ đẹp để bà con lại trồng, vừa là phát triển cảnh quan trong nhà, cảnh quan đô thị và có thể phát triển kinh tế nữa. Đối với những bà con trồng cây nhỏ này, khi nó lớn lên thì có thể có nhiều phương thức để mà kinh doanh và mua bán khác nhau. Đối với cây tùm La Hán này thì đơn vị cây giống và dược liệu Tam Đảo chúng em thì chỉ chú trọng làm sao để mà mang lại cây giống chất lượng cho bà con thôi. Còn về quá trình mà bà con trồng cây thì đơn vị chúng em cũng sẽ hỗ trợ bà con trồng cây làm sao để mà phát triển và đem lại cái hiệu quả tối đa khi mà bà con bắt đầu khai thác cái loại cây tùm La Hán này. Thì ngoài những cây kích thước nhỏ này, bầu to này ra thì đơn vị em còn có cả loại bầu nhỏ nữa. Tuy nhiên là ở này chúng em đang phát triển ở phân trại khác. Phân trại này đang để những cây bầu to như này thì sau này nó còn lớn nữa. Tuy nhiên là bà con có nhu cầu muốn mua và phát triển cây size nhỏ này thì cứ liên hệ với em thì em sẽ cung cấp cho bà con. Và cái với cái giá thành nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ mềm hơn so với cái loại cây to cao kia. Thì hôm nay là muốn cho bà con tiếp cận nắm bắt được cái hình ảnh cái cây tùm La Hán này cũng như là về một số thông tin em chia sẻ cho bà con. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi video hôm nay và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là chia sẻ like và chia sẻ cái video của em Hải để mà cái video của em nó tiếp cận được thêm nhiều bà con và các bác nữa, để mọi người có thể nắm bắt được những cái thông tin chi tiết về từng loại cây quý hiếm và phát triển kinh tế cho gia đình. Và muốn mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0397928951 hoặc là có thể kết bạn Zalo để nhắn tin và trao đổi nó kỹ càng và nó dễ dàng hơn. Thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.